Hiện nay sữa rửa mặt Innisfree là một trong sản phẩm của nhà Innisfree được đông đảo chị em tin dùng. Nhưng đâu phải ai cũng tìm và mua đúng hãng chính hãng được đâu, vì ngoài thị trường có rất nhiều sản phẩm quảng cáo hàng giả về dòng sản phẩm này, khiến chị em tiền mất tật mang nhưng vẫn chưa tìm được chân ái. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ chia sẻ về dòng sữa rửa mặt Innisfree và hướng dẫn bạn mua hàng chính hãng ở đâu để không bị uổng phí nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Hiện nay bạn có thể dễ dàng tìm mua sữa rửa mặt Innisfree tại bất cứ cửa hàng mỹ phẩm, siêu thị nào, bởi đây là dòng sữa rửa mặt quốc dân được rất nhiều người tin dùng. Thế nhưng, bạn phải tìm cho mình một địa chỉ bán hàng uy tín để mua được sữa rửa mặt Innisfree chính hãng. Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Hơn nữa, khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm, vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng. Còn lỡ mua phải hàng giả, thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó, người ta đã cố tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền, rồi thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Và shop giúp bạn trẻ đẹp.com là một trong những địa chỉ bán mỹ phẩm chính hãng, với cam kết hàng chính hãng 100% và hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái. Hơn nữa luôn sẵn sàng tư vấn giúp các chị em tìm được sản phẩm phù hợp nhất cho làn da của mình, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, cho phép khách hàng nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đồng thời với phương châm bán hàng từ tâm, shop giúp bạn trẻ đẹp luôn mong muốn mang đến cho các chị em một vẻ đẹp hoàn mỹ nhất. Vậy nên, hãy yên tâm lựa chọn và sử dụng sữa rửa mặt Innisfree chính hãng ở shop mình nhé.